Hi guys, welcome back to Hoi Sơn IT Channel. Xin chào 90 triệu anh em, mình là Eric. Hôm nay trong cái video này chúng ta sẽ nói về React nha. Thì bạn nào mà đã biết React rồi thì các bạn yên tâm rằng là channel của mình là Hoi Sơn IT. Mình có tạo một cái playlist, đấy chính là cái khóa học Full Stack SRN ấy. Thì link đến khóa học này mình sẽ để tại phần miêu tả của video. Thì trong khóa học này thì mình hướng dẫn các bạn có thể là chúng ta làm cái trong Bootcamp tuy nhiên bằng React nha. Còn bạn nào mà chưa biết về React thì bây giờ chúng ta sẽ học về React nha. Thì như các bạn có thể thấy thì đây chính là mình đã chuẩn bị một cái giáo án để chúng ta có thể học về React. Và hôm nay chính là cái video đầu tiên tại sao lại là React. Thì nếu như các bạn gọi là bạn nào chưa biết gì về cái một cái front end framework ấy, cũng như rằng là các bạn chỉ mới biết về JavaScript thôi đúng không? Bạn nào mà chưa biết JavaScript thì mình nghĩ các bạn chưa nên xem cái series này của mình. Các bạn nên xem một cái series khác của mình thì trên cái channel của mình ấy, mình có cái khóa học đây này các bạn này. Tức là mình có một cái khóa học là tự học JavaScript cơ bản thì các bạn phải xem cái series này trước khi các bạn bắt đầu học cái series React của mình nha. Lý do thì các bạn có thể xem cái series này và mình đã giải thích hết rồi. Thì link đến khóa học này mình cũng để tại phần miêu tả của video luôn. Thì trước khi các bạn bắt đầu với React thì chỉ có một yêu cầu cơ bản thôi, đấy là các bạn phải biết ngôn ngữ JavaScript nha, thì các bạn mới bắt đầu cái chúng ta học cái React này. Thì câu hỏi đầu tiên trước khi các bạn học một cái gì đấy thì chúng ta luôn phải bắt đầu với cái câu hỏi đầu tiên là why đúng không các bạn? Thì trước khi nói đến tại sao React thì có một câu hỏi khác thì các bạn sẽ bắt đầu bằng từ what đúng không? Tức là React là gì? Thì nếu mà các bạn gõ từ React, các bạn chỉ cần gõ cho mình từ React lên Google ấy. À, ở đây thì sorry các bạn nhé, mình lại có một vài cái đường link đấy. Các bạn chỉ cần gõ cho mình từ React thôi thì các bạn sẽ hiểu rằng React ấy, chúng ta không gọi là chúng ta nếu mà các bạn gọi là dùng mỗi từ React không ấy, thì nó sẽ nói rằng là một cái library, một cái thư viện để xây dựng user interface, tức là giao diện trải nghiệm của người dùng. Tuy nhiên rằng ấy, các bạn phải hiểu rằng khi các bạn mà dùng cái React không ấy thì các bạn đang hình dung là chúng ta dùng mỗi thư viện thôi và chúng ta chỉ cần nhúng vào cái thẻ HTML thì cái chúng ta học ở đây chính là React.js nha các bạn. Thì khi các bạn mà thêm cái từ JS vào ấy thì nó sẽ hiển thị khác đây thì nó cũng thì bây giờ thì nó ghi là một thư viện rồi. Tuy nhiên rằng ấy, các bạn nên hiểu là chúng ta đang học một cái framework thì chính xác hơn. Mình nghĩ rằng thư viện thì nó không chính xác lắm bởi vì rằng là thư viện nó chỉ là tập hợp các hàm thôi, còn đối với một framework thì nó đã xây lên cho các bạn các bộ khung rồi thì chúng ta nên làm quen một cái thôi. Thì chúng ta tạm gọi nó là một cái thư viện nha các bạn. Thì các bạn hình dung nôm na rằng thằng React chính là một cái thư viện. Thì ai là người dùng thằng React? Dĩ nhiên rằng công ty Việt Nam mình thì có rất nhiều công ty sử dụng React rồi. Và một cái cực kỳ nổi tiếng dùng React đấy chính là Facebook nha các bạn. Dĩ nhiên rằng không thể nói rằng là Facebook thì không thể nói rằng là thằng cái Facebook này 100% dùng React được. Các bạn biết rằng là một cái tech company ấy, đặc biệt là một công ty lớn ấy, thì nó dùng rất nhiều công nghệ và một trong số đấy là React nha. Thì React nó thể hiện ở chỗ nào? Mình lấy ví dụ nha các bạn có thể chuyển trang chẳng hạn này, các bạn vào ví dụ hỏi cho mình từ cái gọi là cái main page này, tức là trang home của mình nha, mình vào một cái page, các bạn thấy rằng là website nó không bị load lại đúng không? Thì đây chính là một cái single app page, nó viết là SPA nha các bạn biết là single page app ấy, tức là một cái app đơn thôi, thì các bạn cảm giác rằng app nó không bị load lại thì nó cái khác rằng là bắt buộc các bạn phải dùng một cái front end framework thì chúng ta mới có thể làm được điều này nha. Thì thằng React các bạn biết rằng như mình nói rồi, cái đây là một cái big company ấy, đứng sau nó rất nhiều công nghệ, thậm chí nó dùng PHP ở trong này, các bạn không nhất thiết phải là React nha. Tuy nhiên rằng là React được sử dụng trong Facebook và Instagram nha các bạn, tức là họ hàng của thằng Facebook ấy. Thì cái thằng đứng sau thằng React này chính là Facebook nha các bạn, team Facebook Core ấy, nó sẽ đứng sau cái này, tương tự như cái GraphQL ấy, nó gọi là do thằng Facebook nó xây dựng lên nha các bạn. Thì một cái điều về cái lịch sử phát triển của nó thì nó bắt đầu phát triển từ 2015 nha các bạn, tức là nó bùng nổ ấy. Thì nếu mà các bạn có thể gọi là mình sẽ back lại nha, thì mình sẽ xem cái thời gian phát triển của nó, mình sẽ đọc wiki nha các bạn. Thì cụ thể ở đây các bạn thấy rằng là nó ra mắt vào tháng 5 2013. Tuy nhiên là các bạn biết rằng một cái gì đấy mới ra mắt thì cũng có sự nghi ngờ của cộng đồng đúng không các bạn, thì nó cần phải có thời gian để chứng minh. Thì như mình thấy thì React nó thực sự bùng nổ vào 2015 nha các bạn, cùng thời điểm với Vue. Thằng Angular thì nó đi trước, tuy nhiên rằng các bạn biết rằng là sau này vị thế của thằng React càng ngày nó càng lên. Thì đấy là nói sơ qua về thằng React. Thằng React để đến thời điểm này thì các bạn có thể hiểu nôm na cho mình, nó chính là một cái thư viện mà do thằng Facebook đứng sau và nó cực kỳ phổ biến nha các bạn. Nó giúp các bạn làm những website gọi là single page app thôi. Ví dụ như khi mình đi làm chẳng hạn này, đây là một cái ví dụ các bạn có thể xem này.
Ví dụ mình vào một cái bảng giá chứng khoán chẳng hạn, mình thì là mình làm về chứng khoán mà các bạn, thì thường là các công ty chứng khoán nó sẽ dùng React các bạn. Lý do cơ bản đấy chính rằng là cái sàn chứng khoán ấy nó phải hôm nay hết giờ giao dịch mất rồi. Cái này để mình xem nào, hết giờ giao dịch thành ra là nó không có data. Tuy nhiên các bạn để ý cho mình nhé, đây này, khi mình chuyển các tab ấy, các bạn hình dung rằng là một cái tab trên cái bảng giá này ấy, chính là một page hay nói khác là một trang của cái website này. Tuy nhiên các bạn click vào các bạn cảm giác là website nó không bị load lại thì cái này gọi là single page app, và làm được cái này thì phải dùng một cái thư viện đứng sau, thì cụ thể là chúng ta dùng React nhé. Thì tại sao mà các công ty chứng khoán lại thích dùng React? Lý do bởi vì rằng là các bạn biết rằng cái bảng giá ấy, nó phải update real time rất chi là nhiều, thì cái performance này nó phải đạt cực kỳ cao, thì đấy là lý do thằng React được chọn. Thì các bạn có thể hiểu nôm na rằng là do hiệu năng của nó sử dụng cực kỳ tốt nha. Tức là sau này các bạn làm một website không chỉ rằng là website nó chạy được đâu các bạn, website đấy ví dụ phải 1 triệu người dùng ok này, chúng ta phải gọi là update liên tục này, rất nhiều cái liên quan đến performance. Các bạn hình dung rằng như thằng Facebook này cả tỷ người dùng, thì các bạn hình dung rằng là nếu mà cả tỷ người dùng cùng online một lúc ấy, trong cùng một thời điểm ấy, thì các bạn phải làm như thế nào để cho trải nghiệm của nó thật là tốt, thì cái đấy là câu hỏi của thằng React cũng như là câu chuyện của thằng Facebook nha. Rồi thì đến đây chúng ta sẽ bắt đầu với câu chuyện thứ hai rằng là tại sao lại là React nha các bạn, tại sao không phải là Angular, tại sao không phải là Vue. Thì trước khi mà để trả lời câu hỏi đấy thì mình ở đây thì tình cờ thì mình cũng sẽ Google, mình biết được một website nó dùng để so sánh cái độ nổi tiếng của thằng Google, thằng Vue và thằng thằng Google, ở đây chính là thằng Angular đấy các bạn, và thằng React nhé. Các bạn có thể là Angular này, các bạn có từ Angular versus React nha. Thì ở đây mình sẽ npm trend, tức là mình sẽ so sánh dựa trên gọi là mình sẽ so sánh dựa trên mà lượt tải trên cái trang npm nha. Các bạn dùng JavaScript thì các bạn biết có một cái trang đấy chính là chúng ta cài thư viện thông qua trang npm. Ở đây thì nó có rất nhiều cái, thì mình sẽ nói qua về ba cái framework này để cho những bạn mới bắt đầu và chúng ta đỡ tò mò nhé. Đây, các bạn có thể thấy là có một cái đường như thế này, thì cái anh màu xanh là gì, là anh màu xanh ấy tính là anh Angular các bạn này, anh màu xanh xanh lá cây ấy, chính là anh Vue, còn anh màu vàng chính là anh React. Thì ở đây chính là trong vòng 1 năm thôi, thì mình sẽ chuyển trong vòng 5 năm nha, tức là từ 2016 đến bây giờ nha các bạn. Thậm chí rằng các bạn có thể chuyển là all time cũng được, tuy nhiên rằng là mình muốn 5 năm thôi nha các bạn nhé. Các bạn biết rằng công nghệ của chúng ta chỉ cần 2 năm để xem sự thay đổi thôi, chứ không nhất thiết phải là 5 năm. Thì trước khi nói qua như thằng React chính là thằng màu vàng, thì mình sẽ nói cho các bạn biết nha. Những con số ở đấy nó thể hiện là gì? Những con số này nó thể hiện rằng là nó có bao nhiêu triệu lượt tải trong vòng 1 tháng nha. Ví dụ ở đây thì các bạn có thể gõ npm React này, các bạn có thể gõ như thế này. Và các bạn vào ngay cái trang React này, các bạn vào đây. Các bạn thấy rằng riêng thằng React thì nó có khoảng 11 triệu lượt tải một tuần nha các bạn. Thì một tháng nó có khoảng 44 triệu lượt tải nha các bạn. Các bạn nhân 4 ra thì nó sẽ ra con số này. Thì các bạn phải biết rằng ấy, thằng React là do thằng Facebook chống lưng. Thằng Vue này ấy, thì thằng Vue này là có một anh gì nhỉ, mình quên mất mỡ cái tên của anh này rồi. Một người đứng sau cái framework này, tức là một người thôi. Tuy nhiên rằng là nó được rất nhiều tổ chức của Trung Quốc, tức là các tập đoàn của Trung Quốc ấy, nó hỗ trợ quỹ cho nó. Và cuối cùng chính là thằng Angular. Angular chính là Google nha các bạn. Các bạn dùng các dịch vụ như Google Drive, Gmail, các kiểu con đà điểu là Angular nha các bạn. Thì đây thì các bạn có thấy rằng là tại sao đây này, các bạn thấy một cái đường đường chỉ dẫn này. Tại sao mà thằng Vue nó lại vượt được thằng Angular, tức là Google đứng sau nó rất là hoành tráng đúng không các bạn. Thằng Vue ấy, nó được gọi là người Trung Quốc dùng nhiều nha các bạn. Mình thấy rằng đa phần là người Trung Quốc thôi. Còn các công ty Việt Nam mình vẫn có một cái gọi là ngần ngại đó các bạn. Và chúng ta cần phải xem thằng React này, nó lên. Các bạn thấy rằng cái đường mà nó xuống ở đây này, có một cái đường các bạn nhìn thấy đồ thị đúng không, tự dưng nó xuống, xuống ở đây chính là xuống vào cuối năm nha các bạn, tức là đến đầu năm nó restart lại, các bạn có thấy xuống cuối năm này. Cái này là do cái thằng npm, tức là do cái trang mà nó cung cấp API để vẽ cái chart này này, cuối năm đến tháng 12 nó tự động xuống đây này. Các bạn thấy rằng nhưng đến đầu năm 2019 tự dưng cái chart nó đang lên đỉnh, nó lại xuống xuống dưới đáy như thế này. Cái này là do trang npm nha. Chúng ta chỉ nhìn một cái tổng quát đấy, các bạn thấy rằng thằng React càng ngày nó càng bỏ xa bọn này. Các bạn thấy rằng là Angular, thậm chí Angular một tháng này này, ví dụ như là 15 tháng 8 mình đang để như thế này, các bạn thấy rằng là có 500.000, chưa được 1 triệu lượt. Và chúng ta nhìn thằng React 10 triệu, trong khi thằng Vue cũng được 2 triệu, các bạn thấy rằng xu hướng như vậy thì các bạn có thể hình dung rằng ấy, những cái công nghệ nào hot, cái nào hay ấy, thì chúng ta nên học nha. Thì các bạn có thể hiểu tại sao mà thằng Angular nó ít như vậy, lý do thứ nhất ấy, như mình hiểu ấy, thứ nhất rằng ấy, do nó dùng thằng TypeScript, thứ hai rằng ấy, khi một khi nó dùng TypeScript rồi ấy, thì các bạn biết rằng là nó không thể phổ biến bằng JavaScript được, mặc dù thằng TypeScript được khuyên học, nhưng mà các bạn phải hiểu rằng TypeScript ấy, nó chỉ ăn thằng JavaScript ở mức độ scale thôi, tức là phải scale ứng dụng các bạn cả tỷ người dùng ấy, thì các bạn nên dùng TypeScript.
Tuy nhiên rằng các bạn cũng có thể code React với TypeScript. Thì thằng Angular 2 nó mặc định nó dùng TypeScript rồi, tự dưng nó lại tạo cái khó cho người mới bắt đầu, đúng không các bạn? Thành ra những người mới bắt đầu người ta thích cái gì dễ, cái gì mềm dẻo. Thì khi mà nếu mà nói về thằng Angular ấy, thì thằng Vue nó na ná như thằng Angular, tuy nhiên nó lại đơn giản hơn. Đấy là lý do thằng thằng Vue nó lại vượt trội và được người Trung Quốc cực kỳ ưa chuộng. Đấy là lý do tại sao mà nó càng ngày nó càng lên như thế này. Câu chuyện ngược lại đối với anh React thì mình ngày ngày đi một đường các bạn ạ. Các bạn học về React các bạn thấy rằng là nó không tương tự đối với thằng Angular, nó cũng không tương tự đối với thằng Vue. Mình nó đi một đường, mình thấy điều đấy khá chi là hay. Thì khi mà thằng React nó ra đời, nó có rất nhiều ý tưởng cũng như là nó đủ nguồn lực, có đủ kinh phí để có thể nó tự viết một cái framework. Các bạn hình dung nó kinh khủng lắm, nó có những hướng đi rất chi là hay. Thì đấy là thằng React. Thì để nói sâu hơn về thằng React này thì sau này thì đối với mỗi một bài thì mình sẽ bám sát với tài liệu trên cái trang document này, thì chúng ta sẽ học từ cái trang document này nha các bạn. Các bạn có thể click vào cái doc như thế này. Thì ngay đầu tiên ấy, nó có một cái như mình nhớ ở đây này, có một cái main concept ấy, nó có một cái là introducing to JSX đấy. Thằng React nó khác với thằng Vue và thằng Angular ở chỗ rằng là nó không dùng HTML nha các bạn, nó dùng JavaScript thuần nhúng vào những cái thẻ gọi là JSX. Thì sau này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cái này cũng như là các bạn yên tâm. Có một câu chuyện buồn cười rằng là ngày xưa ấy mình học thằng Angular đầu tiên, sau đấy là mình học thằng Vue và cuối cùng mình mới học thằng thằng React. Lý do mình học thằng React cuối cùng bởi vì rằng là mình thấy rằng cú pháp của nó khác hẳn so với hai thằng này, mình cảm giác nó là khó hiểu. Tuy nhiên rằng sau này mình đi làm đấy các bạn, mình offer vào công ty đấy, cuối cùng mới biết rằng là công ty đấy nó không hề dùng Angular, nó không hề dùng thằng Vue mà nó chỉ dùng mỗi React. Thành ra rằng là mình phải vứt hai thằng này và mình học React. Và đến khi đấy thì mình mới thấy ra một điều các bạn ạ. Mình học React thì mình thấy quan điểm của mình nó khác hẳn các bạn ạ. Tức là thằng học sau cùng, tuy nhiên rằng thằng này chính là thằng mình biết rõ nhất cũng như là mình dùng mình thấy nó cực kỳ hay. Thì đấy là lý do mình muốn chia sẻ với các bạn về React nha. Thì một câu hỏi tiếp theo các bạn sẽ hỏi mình rằng là học xong khóa học này thì chúng ta làm cái gì? Dĩ nhiên rằng là đối với khoa học React của chúng ta này, các bạn thấy rằng là mình mới lên sơ sơ kiến thức thôi, cần phải học các bạn đã thấy được khoảng 36 cái video. Dĩ nhiên rằng cái số lượng này có thể hơn, mình có thể break những cái video, ví dụ một chủ đề nó thành nhiều cái video con ấy, thì mình nghĩ rằng cái playlist này nó sẽ dưới 50 cái thôi, nó sẽ hơn 36 cái và sẽ dưới 50 cái. Tuy nhiên rằng là chúng ta sẽ không làm một cái project thực tế nha các bạn. Các bạn chỉ cần làm những project về CRUD thôi, chúng ta làm to-do list thôi để nắm vững kiến thức thôi, chúng ta không cần phải làm project thực tế. Lý do tại sao chúng ta không làm? Bởi vì là mình đã có một cái project để chính là làm nguyên một website các bạn. Chúng ta làm giống hệt trong Booking Care này này. Booking Care có gì thì chúng ta có vậy nha. Thì các bạn bạn nào mà quan tâm đến cái project này của mình ấy thì mình có trên cái này các bạn này. Mình làm một cái series chúng ta code từ back end đến front end luôn, chúng ta làm Node.js và React nha. Thì ở đây thì mình làm những 107 phần nha các bạn yên tâm. Trong cái playlist đấy thì mình code nói chung là code từ đầu. Các bạn hiểu điều đấy. Và một video các bạn có thể nhìn cái thời lượng của video để các bạn có thể biết được lượng kiến thức các bạn học nha. Đấy là mình muốn, cũng như rằng là mình muốn rằng là sau khi mà các bạn học cái series này thì các bạn có thể thực hành cái series mà mình vừa chia sẻ đấy. Chúng ta làm một công đôi việc nha. Chứ mà cái series này mình đã đi làm một cái project nó hoành tráng đấy thì mình nghĩ rằng là nó không kết thúc được đâu các bạn. Chúng ta học cái gì thì chúng ta cũng nên có mục tiêu của nó. Chúng ta học khóa cơ bản thì chúng ta chỉ cơ bản thôi. Chúng ta học khóa nâng cao thì hãy học nâng cao. Chứ mà chúng ta lại pha giữa cơ bản và nâng cao đấy các bạn. Cảm giác rằng là có rất nhiều level cùng học ở đây đúng không các bạn? Cũng như rằng là các bạn học những cái bài giảng nếu mà các bạn thấy quá dài thì các bạn sẽ cảm thấy nhàm chán. Thì trên đây chính là cái video đầu tiên về cái React của chúng ta. Thì để chốt lại cho cái video này thì các bạn chỉ cần nhớ cho mình rằng là thằng React là được thằng Facebook chống lưng nha. Khi các bạn dùng React chính là các bạn đang dùng một cái framework về phía frontend. Thì ở đây như mình nói chúng ta có 3 framework nổi tiếng nhất bây giờ. Và các bạn yên tâm rằng là khi các bạn học React ấy, thì cái việc làm của các bạn ấy, tức là việc các bạn đi xin việc ấy, mình nghĩ rằng là cực kỳ dễ, bởi vì rằng là do thằng React nó quá phổ biến đi, cũng như rằng là hiệu năng của nó đã được kiểm chứng rồi các bạn. Thành ra là rất nhiều công ty tại Việt Nam mình dùng. Cái đấy ngày xưa mình không biết đâu các bạn ạ, sau này mình đi làm mới biết. Nói chung là các bạn yên tâm, chúng ta học React ấy. Mình không khuyên các bạn học Angular, mình cũng không khuyên các bạn học Vue, tuy nhiên mình khuyên các bạn học React nha. Đấy là lý do tại sao mình làm cái series này. Còn các bạn thích thì các bạn vẫn học thôi, mình không có quyền gì để ngăn cản các bạn cả. Tuy nhiên rằng ấy, nếu mà các bạn đã học thì mình khuyên các bạn nên chọn cái nào phổ biến thì các bạn học. Chúng ta gọi là có một cái skill mà chúng ta luyện, gọi là cho nó chuyên nghiệp thì các bạn không lo bị thất nghiệp nha. Thì trên đây chính là cái video mình giới thiệu về cái thư viện, hay nói cách khác các bạn có thể gọi là thư viện, library, hoặc là các bạn gọi là một framework cũng được. Đấy chính là React. Thì ý kiến của các bạn là như thế nào? Các bạn có thể comment bên dưới video cho mình biết nha. Nếu các bạn thấy nội dung video hữu ích, đừng quên like, share cũng như bình luận bên dưới video.
nhấn nút đăng ký kênh và bật thông báo để nhận những video mới nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.